Fairy Tail, từ Nergigante bắt đầu chiến lật giả chương 1, rồng được cùng rồng cái gặp nhau. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, x7655, Isga đại lục nào đó rừng rậm, đạp, rừng rậm ở chỗ sâu trong, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Đứng lặng ở rừng rậm trên sân cỏ, sở hữu một tịch màu đỏ lông tơ cùng màu ngân bạch lân giáp cự long đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một gã thể tích cùng mình so sánh với giống như con kiến hôi bé gái. Fairy Tale, từ Nơi Gante bắt đầu chiến lật giả chương 2. Đi theo Irene, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hai tuần lễ thời gian thoáng qua quá khứ. Hôm nay ánh nắng sáng sớm chiếu lên trên người, làm người ta phá lệ thoải mái, làm cho luôn luôn thích dậy sớm Akahi cũng không nhịn được tựa ở bên cây ngủ gật xuyên qua ma pháp này ngang dọc thế giới, đồng thời chiếm được long khu sau đó, hắn liền say đắm ở cái này siêu tự nhiên thế giới ma pháp cùng mình luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong. Dùng một loại tâm tính để hình dung, tựa như Dragon Bo bên trong Kakaro thông thường. Nhưng giống nhau chỉ là hai người đồng dạng ôm đơn thuần tâm tư đeo đuổi lực lượng. Bất đồng chính là Akahi đang đeo đuổi lực lượng đồng thời, còn hưởng thụ trên đời tất cả. Hắn cũng không giống như Kakaro tên ngu ngốc kia, vì tu luyện đem nhà vợ người ném. Chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản luôn luôn ghé vào đối diện trong rừng rậm trên sân cỏ Thánh Long Irene không thấy. Từ sở hữu Long thân thể sau đó, Akahi ngũ giác, nhất là khứu giác trở nên đặc biệt linh mẫn. Akahi đứng dậy theo mới nhô ra, mang theo một hương thơm mùi vị, vị trí bước chậm đi ở xẹt qua một mảnh nhàn nhạt lùm cây sau, đập vào mi mắt, là một tòa hồ nhỏ, phía sau phần cuối, là một đầu dài chừng 20 mét thác nước. Mà ở thác nước đê đoan, một bóng người xinh đẹp, đang mộc dụ tại thác nước dưới đáy, nằm ở đưa lưng về nhau Akahi góc độ. Một đầu lửa đỏ đến eo tóc dài đem chọn cái thanh tú bối đắp lại, nhưng từ bên trong vi vi tiết lộ ra kiều chân cổ cấu, càng thêm nóng hỏa. Nếu như không phải một tuần này từng trải cùng biết được bây giờ niên đại Akahi 10 có 89 biết nghĩ lầm đối phương là Fairy Tail thế giới nữ nhân vật chính Exa Fairy Tail, từ Nøjigante bắt đầu chiến lật giả chương 3. Đủ kích thích a, à? nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Isga đại lục thành nào đó chấn. M Fairy Tail, từ gante bắt đầu chiến lật giả chương 4. Xin nhiều chỉ giáo nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com thấy irene một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ ngược lại khiến cho akahi cảm thấy có chút thú vị khoảng cách magnolia còn có khá lâu một đoạn đường xem ra là có nàng bị lúc này vì giảm bớt ác tâm cảm giác nằm ở nhắm mắt trạng thái irene đột nhiên cảm giác có người ngồi ở bên cạnh mình Giữa lúc chính mình chuẩn bị trợn mắt thời điểm, rồi lại cảm thấy một tay từ cổ của mình sau xuyên qua ôm vai phải của chính mình. Làm Irene triệt để mở mắt ra thời điểm, mặt cười đã nhào vào một mặt ấm áp nguyệt hung trong ngực. Không ngừng nhảy vào hơi thở nam tử mùi vị, để cho nàng hoàn toàn giật mình. Như vậy cũng có thể dễ chịu một điểm, Akahi khẽ cười nói. Irene thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, một lát qua đi, không nói một lời nàng nhắm mắt lại, kề sát ở Akahi Nguyệt Hung trước. Mặc dù không ngừng sông lên đầu ác tâm cảm giác vẫn chưa thối lui bao nhiêu, nhưng khóe miệng Fairy Tail, từ Nơzai Gante bắt đầu chiến lật giả trương Nam. Irene lo lắng, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Gildad hoàn toàn mộng ép chỉ là vừa rồi sao đủ cứng xanh xanh đem một cái thành trấn diện tích cho kéo lớn điểm này xem ra, trước mắt tóc hồng cô gái thực lực tuyệt sẽ không chỗ thua kém thánh thập. Mà thấy đôi trai gái này, nam tính nhất phương đáng sợ hơn quyền chủ đạo, nói vậy cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Như vậy một đôi quái vật nam nữ đem công hội chạy đến ferry tiêu đối diện, nghĩ như thế nào đều có một loại tới đập phá quán cảm giác. Phải biết rằng, một cái thành chấn chỉ có một công hội, đây cơ hồ là ma đạo sĩ công hội không có viết lên quy định quy định. Một ngày một cái thành chấn xuất hiện hai cái công hội, cơ bản liền ý nghĩa song phương duy trì liên tục không ngừng tranh đấu, thẳng đến cái thành chấn này chỉ còn lại có một cái công hội. Makarov hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn cũng không có thánh thập chính giữa hô xe như vậy tranh cường háo thắng không nên đem Ferry tiêu chế tạo thành ma pháp đại lục đệ nhất công hội các loại ý tưởng. Hắn chỉ là muốn đem công hội giống như gia đình hảo hảo duy trì tiếp như vậy là đủ rồi. Cho dù có ra mới công hội chạy đến đối diện, chỉ cần không đúng chính mình công hội thành viên hạ thủ, hắn cũng không muốn nhiều quan. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta hảo hảo ở Trung A ra gần hai vị makarov đi tới trước thấp bé thân thể vươn ra không biết vị nào là hội trưởng đương nhiên là ta bên cạnh cái này chẳng qua là bí thư mà thôi Akahi nhếch miệng cười cùng makarov tự tay nắm nhau nói thật còn có chút vô cùng kinh ngạc lúc đầu chính mình nhưng là chuẩn bị cùng makarov hoặc gyudad qua hai chiêu không nghĩ tới đối phương ngược lại lui bước ngược lại có chút nhàm chán nghe Akahi xưng mình là bí thư, Irene lặng lẽ liếc mắt. Makarov Raya Akahi. Xong phương hội trưởng tự giới thiệu một phen sau, liền mỗi người trở lại mình công hội ở giữa, Ferry tiêu chung. Makarov Kyudat vừa mới trở về, Macau, Wakaba đám người liền xông tới, vẻ mặt không phục nói. Hội trưởng, cái tên kia đem công hội chạy đến chúng ta cùng một cái thành trấn, rõ ràng là đoạt mối làm ăn nha, chính là hơn nữa còn là chạy đến đối diện quá kiêu ngạo a à. bất quá cô kia chất lượng thật cao a à, na thắt lưng chân kia na nguyệt hung thiên nghe được mọi người nghị luận ầm ỉ kiêu đát nỗ ti nói một đám ngu ngốc hai người kia đều là cấp độ thánh thập kiêu đát lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ cấp độ thánh thập không thể nào phải biết rằng toàn bộ ma pháp đại lục chưa từng bao nhiêu cấp độ thánh thập ma đạo sĩ kết quả một cái liền toát ra hai cái tới makarov thấp bé thân thể cực kỳ linh hoạt nhảy đến phía trước trên quầy ba phật hệ nói nhà nhà không quan hệ ngược lại chúng ta lại không phải cạnh tranh cái gì chỉ cần công hội trước sau như một sung sướng lấy nhiều một hai ra công hội lại có cái gì quá không được thấy nhà mình hội trưởng thái độ này những người khác cũng không tiện nói cái gì Mấu chốt là, bọn họ cũng không dám đi tới bới móc A, hai cái thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ. Bọn họ nếu thật dám đi, còn không cho đánh ị ra xít tới. Một bên khác, ra gần nội bộ. Tuy là dùng Irene ma pháp trực tiếp xây một tòa công hội đi ra. Nhưng nội bộ thông cáo bài, gia cụ các loại sự vật còn phải mua đồ ăn. Tỉ mỉ nhớ tới, trên người ta một phân tiền cũng không có, Akahi duỗi người, lẩm bẩm. Ngày mai tìm Ferry Têu mượn một điểm được rồi, nếu như bị Ferry Têu biết Akahi ôm ý nghĩ như vậy, tuyệt đối tức giận muốn đánh hỗn đản này. Đem công hội chạy đến chúng ta đối diện, còn tìm chúng ta vay tiền. Irene bước chậm đi vào công hội, thần tình rõ ràng còn có chút không phải thói quen. Làm sao vậy? Akahi đem Irene kéo đến bên cạnh mình. Không có, không có gì cảm thụ được trên người đối phương truyền tới nhiệt độ, Irene mặt cười hiện lên một tia thiết hồng, thần sắc có chút không được tự nhiên nói. Chỉ là thật lâu cũng không có giống như vậy ở tại nhân loại sinh hoạt địa phương, 400 năm, nàng vẫn ở tại hoang vu người ở, quá giường như dã thú